cái cuộc tập trận vừa qua đó lại có những cái thành viên mà hồi xưa nó thuộc về Liên bang Xô Viết. Mình biết là hồi mà Xô Viết mà tan rã năm 1991 đó, thì những cái thành viên ở trong cái minh ước Vasava họ tách rời ra và họ tham gia NATO. Thì mình biết là Ukraine trong nhiều năm, cho tới giờ phút này Ukraine muốn gia nhập NATO lắm, nhưng mà cho tới giờ phút này tham gia quan sát mà Ukraine vẫn chưa là một thành viên, vẫn chưa là một member của NATO. Cái gia đình của anh Thái đi lại một chút xíu lịch sử, và cái gia đình của anh Thái nghĩ rằng là trong những ngày tháng tới và ngay bây giờ trong cái cuộc tập trận ở Biển Đen này Ukraine có tham gia, thì liệu cái chuyện mà Ukraine tách ra khỏi Nga đó nó có rõ nét hơn, cũng giống như cái thế mà Ukraine với lại Nga cũng y hệt như là Việt Nam với Tàu vậy đó. Thì cái giả định của anh Thái nghĩ là Ukraine có tách ra để mà tiến gần hơn, hoặc là cái khả năng mà trở thành thành viên của NATO như thế nào? Ukraine nếu tách ra khỏi nước Nga thì cái điều đó là chắc chắn và rõ như ban ngày, chúng ta thấy được điều đó. Bởi vì nếu mà không dứt khoát cái lập trường đối với lãnh đạo Đinh Cẩm Linh đấy, thì Ukraine đã không đồng chủ tịch cái việc tổ chức cái cuộc tập trận SIPRI này. Chúng ta xin nhắc lại là cái cuộc tập trận đang diễn ra sẽ kéo dài 2 tuần đó, là do 2 quốc gia tổ chức, đó là nước Mỹ và Ukraine. Đó là cái dấu hiệu là rõ ràng và bằng chứng rất cụ thể là Ukraine dứt khoát là đi với nước Mỹ và NATO. Cái bằng chứng thứ hai là cái hôm vừa rồi khi mà ông Joe Biden đi qua bên Anh để họp hội nghị G7 đó, thì lúc đó chính Ukraine có nói mà. Ukraine bảo là rất là buồn, rất là phiền trách đối với NATO và phía Mỹ là tại sao lại không để cho Ukraine trở thành một thành viên chính thức của NATO. Thì phía NATO và chính Hoa Kỳ cũng có nói rằng cái chuyện đó được cứu xét với một điều kiện, nó phải có một số những cái tiến triển trong cái nội tình của Ukraine, đặc biệt là về lĩnh vực mà là cái vùng máy chính phủ đó phải tận diệt những cái tệ nạn tham nhũng của Ukraine chẳng hạn. Thì điều đó cho thấy rằng về phía Mỹ và phía NATO cũng muốn có một thành viên nữa của NATO là Ukraine, nhưng mà không phải là ai muốn vào NATO thì vào. NATO nó có những tiêu chuẩn mực của nó, và cái tổ chức họ nói rằng một trong những chuẩn mực đó là một cái chính phủ mà không có bị tai tiếng đúng, hay là một không bị tai tiếng về tham nhũng thì dễ dàng vào hơn. Thành thử ra tôi nghĩ rằng trước sau thì Ukraine cũng sẽ vào. Và khi Ukraine vào như vậy thì rõ ràng là một cái sự khiến cho Putin sẽ nổi điên lên. Bởi vì Putin vẫn nghĩ rằng tới một lúc nào đó thì cũng cần phải có một cái thay đổi chính thức đối với Ukraine, sát nhập chẳng hạn. Dĩ nhiên đó là một cái sự cân nhắc đối đầu thì xem gây ra một cuộc chiến mang tầm vóc và khu vực hay không. Nhưng mà Ukraine nó là một cái ước mơ mà lãnh đạo nước Nga bây giờ muốn trở lại để trở thành một cái con gấu sau khi mà thức dậy sau một mùa đông dài đó, thì cũng phải gọi là biểu dương cái lực lượng mình một cách nào đó, thì muốn biểu dương bằng cách là đối với Ukraine là đều sát sườn với lại nước Nga. Còn tóm lại là cái câu trả lời mà luật sư Duyên muốn đưa ra chung với chúng ta đó, thì theo cái nhìn của chúng tôi Ukraine đang thiết tha vào NATO, và NATO trước sau gì cũng sẽ nhận Ukraine. Thưa luật sư Duyên. Thưa quý thính giả, nếu quý khán giả có những câu hỏi về luật pháp thì gọi về văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên 408 528 7668. Nói chuyện với cái giả Đinh Quang Anh Thái say mê quá rồi, lâu lâu cũng quên cái chuyện mà quảng cáo cho cái business của mình. Nếu có những câu hỏi về luật pháp, xin gọi về văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên 408 528 7668. Luật sư Duyên 408 528 7668. Quý thính giả mà theo dõi những câu chuyện của anh em chúng tôi thì chúng thấy là chúng tôi nhìn lên trên bản đồ, chúng tôi chia cái tình hình trên thế giới đó, chúng tôi cố gắng hết sức để làm rõ nét, để khi quý thính giả theo dõi anh em chúng tôi mà có thêm cái niềm vui để mà mình hiểu thêm. Thì đó là cái Tây bán cầu, về phương Tây thì là như vậy. Bây giờ Đông bán cầu thì thưa quý thính giả, chúng ta trong tuần qua thì mấy ngày qua và tuần qua nữa mình thấy là có những cái biến động ở những cái biến chuyển ở bên phía bên trời Đông, nhất là cái kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản, và trong đó thì ông Tập Cận Bình dĩ nhiên ông cũng tuyên bố rồi. Tôi muốn hỏi ký giả Đinh Quang Anh Thái về tình hình Biển Đông, bởi vì mình cũng biết là trước khi mà tuyên bố cái lễ long trọng thành lập 100 năm của Đảng Cộng sản đó, thì Putin và Tập Cận Bình có lên tiếng về cái thỏa ước gọi là thân hữu giữa hai nước, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện sau. Ký giả Đinh Quang Anh Thái có thể lượt qua những tin, những điều gì mà xảy ra chung quanh cái việc chào mừng việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng 100 năm nay thôi. Theo tóm tắt thì trong bối cảnh 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình tức là hiện nay là chủ tịch nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương, giữ những vai trò quan trọng lắm đó. Tổng bí thư nữa đã khẳng định là không có Đảng Cộng sản thì Trung Quốc thì không có một cái nước Trung Quốc mới như ngày hôm nay, và không có sự phục hưng vĩ đại của một cái dân tộc người Hán, của dân tộc Trung Hoa. Tập Cận Bình còn nói là lịch sử và nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản Trung Quốc và cần phải kiên định đối với lập trường đó. Đó là chưa kể Tập Cận Bình còn nói tới hai điều. Điều đầu tiên là Trung Quốc chưa bao giờ bắt nạt và áp bức nô dịch bất kỳ người dân nào trên thế giới. Luật sư Duyên mở cười như vậy thì thú thật là tôi hiểu rồi. Vì cá nhân tôi thì tôi nghe câu này tôi không những là buồn cười, mà tôi là muốn thể hiện một cái hành động có tính cách bạo lực là vả vào mồm Tập Cận Bình cái đó. Tập Cận Bình nói rằng trước nay không hề có cái chính sách bắt nạt áp bức nô dịch ai, hiện nay không có và tương lai cũng sẽ không có. Ngoài ra thì Tập Cận Bình còn cảnh cáo rằng bất kỳ một cái thế lực nào nước ngoài đó mà toàn tính bắt nạt Trung Quốc thì sẽ phải nát đầu, và nói rằng cái nhiệm vụ lịch sử cao cả nhất đó là thống nhất Đài Loan. Thì vì nhân cái mừng cười của luật sư Duyên thì tôi mới nghĩ thế này. Thứ nhất, đây là một cái loại ăn nói của cái lưỡi rố đó, nói hoặc cái đầu bị gọi là lý lận, hoặc là bị hoang tưởng. Hai nữa là biết là mình dối trá mà cứ tiếp tục phải dối trá. Nếu mà Tập Cận Bình bảo rằng người dân Trung Quốc thì xưa giờ không bắt nạt ai, không đe nạt ai đó, thì cái việc 1950 một quân Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông xâm chiếm Tây Tạng khiến cho Đức Lai Ma phải đi lưu vong thì chuyện này chuyện gì? Khi chuyện Tập Cận Bình đem quân đánh đem quân đánh Cộng sản Việt Nam năm 1979 là cái gì? Rồi hiện nay thì hải quân của Cộng sản Trung Quốc là ngang ngược tại khu vực Biển Đông đối với Philippines, đối với Nhật Bản, đối với Việt Nam, đối với Đài Loan, thì những hành động như những hành động gì? Rồi cái việc mà Trung Quốc dùng tiền bạc quyền lợi mềm để mua chuộc những nước khác thì đó là cái gì? Thành thử ra nếu mà bình thường thì tới như Tập Cận Bình phải nâng cằm lên quánh cho hai cái bọc tay để cho nó bớt mồm lưỡi rối đi, bởi vì không ai có thể chịu đựng được một cái luận điệu như vậy cả. Nhưng mà họ Tập cứ nói là bởi vì đó 100 năm của Đảng Cộng sản, kệ nó. Nhưng mà dĩ nhiên về cái vị thế của một nước mà bây giờ trời lên là nền kinh tế thứ hai trên thế giới thì cũng phải gọi là díu vó díu ngoai một chút. Nhưng mà chúng ta thì hiểu rằng Tập Cận Bình bây giờ đang có tham vọng sẽ có một tầm cỡ ngang hàng với Mao Trạch Đông trong cái lịch sử Trung Quốc, và thậm chí là còn ước mơ gọi là cái vai vế và cái dấu ấn để lại cho lịch sử Trung Quốc cao hơn cả Mao Trạch Đông nữa. Thì mình Tập Cận Bình giữ rất nhiều vai trò hiện nay, từ chủ tịch nước, chủ tịch Quân ủy Trung ương cho tới tổng bí thư đảng, cho tới những cái vai trò quan trọng đối ngoại đối nội, tức là những ủy ban này trong đảng Tập Cận Bình làm chủ tịch hết. Thành thử ra về mặt đối ngoại Tập Cận Bình này còn đưa ra cái con đường tơ lụa đó, thì cho thấy rằng với một con người có một cái giấc mộng hoang tưởng như vậy, muốn trở thành một thứ hoàng đế của Trung Quốc, thì trong cái ngày 100 năm của Đảng Cộng sản cũng phải ăn nói cho nó xứng đáng với cái tầm vóc gọi là hoang tưởng của mình. Thưa luật sư Duyên, cái cách ăn nói thì ký giả Đinh Quang Anh Thái đã vào chi tiết rồi, bây giờ mình đi trở lại thực tế. Cái thực tế là khi mà Tập Cận Bình nói rằng là mình không có để ngoại bang bully nước mình, trong khi đó thì Tập Cận Bình đang bully tất cả các nước ở chung quanh Biển Đông, và hình như là có cái tham vọng là muốn bắt nạt, muốn bully cả thế giới để mà nói rằng là cái Biển Đông là cái ao nhà của mình. Nhưng mà mình thu hẹp lại trước cái vấn đề là giữa Đài Loan và Trung Quốc. Trong cái diễn văn mà 100 năm thành lập Đảng Cộng sản thì Tập Cận Bình nói rất là sắc nét về cái vấn đề là Đài Loan mà không có cái vấn đề là độc lập gì hết trơn á. Thưa quý vị giả, nếu mà chúng ta đi lại cái lịch sử đó thì chúng ta phải, như nhiều lần anh em chúng tôi nói rồi, Đài Loan cái lịch sử chưa bao giờ, cái lịch sử của Đài Loan cho thấy là Đài Loan là một cái lãnh thổ của Đài Loan thuộc Trung Quốc cả. Trước đó là Hòa Lan, sau đó là Tây Ban Nha, rồi mãi tới năm 1800, khoảng năm 1860 đó, thì cha con Trịnh Thành Công, Trịnh Khắc Sản đó, chạy giặc Thanh mới chạy ra đảo Đài Loan. Rồi mãi tới 1949, sau khi mà Tưởng Giới Thạch mà thua đó chạy ra, thì những cái lực lượng của Trung Quốc mới chiếm đóng Đài Loan mà. Rồi sau đó thì như là chúng ta biết là lịch sử bây giờ là dân Đài Loan họ đã đứng lên và họ nói rằng là, bây giờ hỏi một cái người tuổi trẻ Đài Loan, họ nói là chúng tôi chưa có một ngày nào mà nằm dưới cái sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hết. Chỉ có một cái chuyện là vì cái thỏa ước quốc tế đó, chúng ta nên nhớ là mãi cho tới năm 1972 đó, Đài Loan còn là một quốc gia độc lập mà lại còn giữ một cái ghế ở trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà cái gọi là giữ cái vị trí một cái thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho tới năm 1972 khi mà Nixon bán đứng Đài Loan và Nam Việt Nam cho Trung Cộng thì nó mới xảy ra cái tình huống ngày hôm nay. Vậy thì ký giả Đinh Quang Anh Thái nhận định như thế nào về cái hiện trạng là Đài Loan đang lớn mạnh, và mặc dù Mỹ không có nói là công nhận cái độc lập của Đài Loan, mà mình nghe cái ông mà phó trưởng ban về kinh tế và thương mại ở Đài Loan của Mỹ đó, người ta nói là trên thực tế cái phòng thương mại của Mỹ là một cái giống như là một cái tòa đại sứ, mặc dù là không có mang danh tòa đại sứ. Thế mà ông mới trong một bài báo mà tôi đọc cách đây một tuần, ông nói như thế này, ông nói là chúng tôi làm việc với cái chính quyền Đài Loan, chúng tôi đã nói rất là nhiều về vấn đề phát triển, mà tất cả chúng tôi họp cả 100 lần như vậy mà không có lần nào cái chữ Trung Quốc, có nghĩa là Trung Hoa Cộng sản đó, mà nó len vào cái buổi họp của chúng tôi hết, mà ông tuyên bố công khai như vậy. Ký giả Đinh Quang Anh Thái nhận định chung quanh như thế nào về cái hiện trạng của Đài Loan, nhất là cái hướng mà nếu mà cứ kéo về lâu về dài thì cái tình hình Đài Loan, cái khả năng để mà trở thành một quốc gia độc lập mà được thế giới công nhận như thế nào? Thứ nhất là chúng ta chỉ cần nghe cái phát biểu của bà phát ngôn viên của Tổng thống Thái Anh Văn ngày hôm qua. Đó là như thế này, đó là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nên học cái nói cho nó người lớn hơn một chút, chứ đừng có nói cái kiểu như là đòi hỏi là phải là cái nhiệm vụ lịch sử vân vân để thống nhất Đài Loan. Cái lời nói của vị phát ngôn viên tức là thay mặt cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan cho thấy rằng họ cương quyết lắm. Mà bà Thái Anh Văn đã từng nói nhiều lần rồi, bà bảo là nếu mà xảy ra cái việc mà Trung Quốc xâm lăng Đài Loan á, thì trong cái thời gian đầu Đài Loan sẽ dùng tâm lực của mình để chống trả, rồi sau đó với nhờ tới quốc tế. Tức là bà Thái Anh Văn đã nhấn mạnh tới cái cốt lõi của cái việc tự chủ tinh thần của dân Đài Loan, muốn giữ cái sự độc lập của mình chứ không có bị sáp nhập vào phía bên Trung Quốc, rồi sau đó thế giới tính sau. Thành thử ra cái câu mà luật sư Duyên nêu ra là cái viễn ảnh mà Đài Loan sẽ trở thành quốc gia độc lập như thế nào đó, theo sự nhận xét của tôi, và tôi có đọc một số những cái bài phân tích về tình hình Đài Loan đó, thì họ nói rằng cái sự khôn ngoan của những người lãnh đạo Đài Loan mà tiêu biểu là bà Thái Anh Văn đó, tức là giữ statu quo, giữ hiện trạng, cũng không thèm tuyên bố độc lập một cái chính thức là chúng tôi là một quốc gia độc lập đây, và cũng không nói rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng thống nhất với Trung Quốc bằng những cái điều kiện mà phía bên Trung Quốc có thể là lấn át chúng tôi. Cái statu quo đó có lợi ghê lắm, là bởi vì sao? Bởi vì trong cái lịch sử mấy chục năm gần đây ấy, chúng ta thấy rằng Trung Quốc chỉ có đen hẹp được mỗi khi một cái phong trào độc lập Đài Loan họ nổi lên mạnh quá, và họ có một cái tiếng nói gần như là nếu mà họ nắm được chính quyền thì họ sẽ tuyên bố độc lập chính thức đó. Thì lúc đó Trung Quốc mới có một cái lý cớ để có thể gân hô trong cái chuyện thống nhất Đài Loan bằng võ lực. Còn nếu mà những người lãnh đạo Đài Loan mà họ giữ cái statu quo, tức là giữ cái hiện trạng hiện nay, không thể phủ nhận được Đài Loan là một quốc gia độc lập, có chính phủ, có tổng thống được quốc tế công nhận vân vân, và có một nền kinh tế giàu mạnh, thì họ cũng không có trông đợi ý nghĩa khác hơn được. Và cái gọi là quan phục Trung Quốc, đó là cái chữ của quốc dân đảng ngày xưa, không phải là về phía cộng sản muốn quan phục Đài Loan đâu, mà lúc Tưởng Giới Thạch chạy qua phía bên Đài Loan đó, là chính Tưởng Giới Thạch mang cái giấc mộng quan phục Trung Quốc, tức là thống nhất Trung Quốc dưới cái lá cờ của quốc dân đảng cơ mà. Thành thử thưa luật sư Duyên, tôi tin rằng Trung Quốc cũng chưa có dại gì mà dám đánh Đài Loan để mà sắp nhập đâu, bởi vì họ phải hiểu rằng là thế giới này cũng không dễ dàng để cho các anh là bắt nạt người ta kiểu đó. Nhất là Tập Cận Bình gần đây nói với tôi vừa rồi bảo không bắt nạt đe dọa ai đó hả, thì tôi ngờ rằng cái đó cũng là một cái cách nói xa gần để cho thấy rằng ít nhất là thế giới yên tâm là trong một cái thời gian ngắn sắp tới, hoặc là một cái thời gian ngắn hiểu trong cái lịch sử của con người đó, thì Trung Quốc chưa có cái thái độ nào một cách nó thô bạo và có tính cách cưỡng bách đối với Đài Loan. Thưa luật sư, đối với Đài Loan không có vấn đề thô bạo, nhưng mà rõ ràng cái sự bắt nạt của Trung Quốc, mà tôi thấy là những cái động thái đó, chẳng hạn như đưa phi cơ phản lực rồi xâm phạm vào gần cái vùng không phận của Đài Loan, cộng thêm là tàu cá đi đầy đặc trên Biển Đông hết, thì ký giả Đinh Quang Anh Thái nghĩ rằng là những cái chiến thuật mà gần như là giành dân lấn đất từ từ, cái này là giành biển đảo mà của Trung Quốc để mà lấn qua phía Đài Loan và lấn vào Biển Đông đó, về cái chiều dài của thời gian, anh nghĩ là có kết quả không? Thực sự ra đó là một cái chiến thuật mà chúng ta có thể gọi là bóc vỏ hành. Cái của hành tây đó thưa luật sư Duyên, khi mà chúng ta bóc cái vỏ hành tây phía bên ngoài, bóc từng lớp một rồi nó vào tới cái lõi phía bên trong hả? Thì cái chính sách của Bắc Kinh mà bây giờ đối với Biển Đông là bóc vỏ hành, tức là lấn sân được tới đâu thì lấn sân. Nhưng mà tôi nói thí dụ có những lúc Bắc Kinh phải hiểu rằng người già nắm thì nắm thì dám buông. Đối với ông Duterte là tổng thống của Philippines chẳng hạn, Duterte có những lúc thì tỏ ra là mềm dịu với lời Bắc Kinh, có những lúc tỏ ra là lắng nghe Bắc Kinh, nhưng mà có những lúc cũng gọi là lên tiếng đối đầu thì Bắc Kinh cũng chả làm được gì cả. Nếu mà thực sự là một cái quyền lực mà nó muốn đe nạt người khác một cách tới nơi tới chốn đó, thì nó phải lấn sân, nó làm tới. Đằng này khi một quốc gia mà có vẻ như là cứng rắn lại thì Bắc Kinh không chắc đã dám gọi là sấn sổ mà đi tới. Chính vì lý do đó cho nên chúng tôi cảm thấy rằng đối với Đài Loan đó, Đài Loan có thêm một số những cái sự bảo đảm cái khiên đó về phía nước Mỹ, mặc dù cái đồng minh Hoa Kỳ cũng đã bỏ rơi chính phủ Đài Loan năm 1979 để công nhận Mao Trạch Đông, nhưng mà suốt thời gian đó cho tới nay nhờ cái Thái Anh Act, bất kỳ lúc nào mà Trung Quốc đe dọa Đài Loan đó, thì hàng không mẫu hạm của Mỹ nghĩ rằng đi quanh quẩn những cái đảo khác mãi cũng chán, cho nên đi ngang qua biển Đài Loan chẳng hạn đó, để có thể ngửi thấy mùi gọi là kiểm sắm buổi sáng của Đài Loan đó. Thì Trung Quốc cũng hiểu rằng đó là cái tín hiệu rất là rõ ràng của phía Mỹ, là Mỹ không để cho Đài Loan có thể rơi vào tay của cộng sản bằng một cái phương pháp bạo lực như là Bắc Kinh mong muốn. Từ sự dịch đó là thái độ của Mỹ, nhưng mà từ cái tôi cũng đồng ý với lại cái giả Đinh Quang Thái, đồng ý một góc thôi, tức là không phải là từ ông 45 qua ông 46 rồi mọi sự nó flip một cái là như là ngày với đêm đâu, nhưng mà mình cái điều mà mình quan sát là lực lượng của Pháp, của Anh, của Đức cũng sẵn sàng, vậy mà trong cái thời ông 45 đó họ rất là thận trọng, họ không có muốn dính gì tới Mỹ nhiều. Tự nhiên khi thay đổi qua ông 46 thì chúng ta thấy rõ ràng họ lên tiếng, mà khi họ trừng phạt là họ trừng phạt hàng loạt với Mỹ. Và ngay bây giờ trong lúc mà tôi và Đinh Quang Anh Thái đang nói chuyện thì cái hạm đội của Hoàng gia Anh vẫn đang có mặt ở Biển Đông. Và mình biết là tàu của Canada, tàu của Pháp cũng đã tới rồi. Ký giả Đinh Quang Anh Thái nghĩ rằng là ngay bây giờ chúng ta có đang chứng kiến không phải chỉ là Mỹ thôi, mà đồng minh của Mỹ, nhất là cái khối ở Âu Châu đó, đang khẳng định một là cái tự do hàng hải ở Biển Đông, và họ đang khẳng định cái thế là Trung Quốc không có thể bắt nạt các nước ở Âu Châu và ở Mỹ về mặt kinh tế và kể cả về mặt quân sự thôi. Cái tuyên ngôn của G7 rõ ràng là G7 nói như thế nào? G7 nói rằng cái tình hình hiện nay đó thì có hai cái mối đe dọa. và thách thức toàn cầu. Cái mối đe dọa thứ nhất là nước Nga, và cái mối đe dọa thứ hai là Trung Quốc. Và cái lời kêu gọi của ông Joe Biden đối với G7 là cần phải có sự hợp tác với nhau để đối phó với những cái mối đe dọa như vậy. Và riêng với Hoa Kỳ thì đã nói rõ là Trung Quốc là một thách thức hàng đầu, là một cái mối đe dọa một an ninh của nước Mỹ hàng đầu. Rõ lắm thưa luật sư Duyên, thì nghe chúng ta không ngạc nhiên khi chúng ta thấy những hạm đội của các quốc gia, trong đó có cả Úc, có cả Nhật Bản, có cả nước Anh vân vân á, đã cùng với Hoa Kỳ để mà cứ lần lượt tuần tra Biển Đông. Thì đó là một cái tín hiệu rõ ràng cho giới lãnh đạo Bắc Kinh thấy rằng thế giới sẽ không để cho Bắc Kinh muốn làm gì thì làm vậy. Và Nguyễn Hoàng Duyên chúc Đinh Quang Anh Thái một ngày lễ độc lập vui, và hẹn anh vào chương trình lần tới. Xin kính chúc quý thính giả và luật sư Nguyễn Hoàng Duyên